Thái Lan lên chùa đầu năm dâng lễ 300 đầu heo. Một phụ nữ Thái Lan đã khiến nhiều người kinh ngạc khi dâng 300 đầu heo lên một ngôi chùa ở nước này. Hầu hết người đi lễ chùa thường dâng hương hoa, vàng mã, bánh kẹo để cầu sức khỏe, may mắn cho một năm. Thế nhưng một phụ nữ Thái Lan lại chơi trội khi dâng hẳn 300 đầu heo lên chùa. Cảnh tượng 300 đầu heo được xếp ngay ngắn để làm lễ trong một ngôi chùa ở Thái Lan khiến nhiều người dân địa phương và du khách vô cùng choáng váng. Nhiều người còn đua nhau chụp lại những khoảnh khắc hiếm thấy này. Người phụ nữ này cho biết: trước đây tôi làm ăn thua lỗ và bị khách nợ lần đầm đìa. Tôi đã đến chùa này để cầu thần linh phù hộ, sớm vượt qua khó khăn về tài chính. Vài năm sau, tôi không những thu hồi được các khoản nợ mà còn làm ăn phát đạt, nên năm nay đến chùa để lễ tạ ơn. Sau khi kết thúc lễ, người nhà chùa cùng nữ tín chủ này đã đem 300 đầu heo phân phát cho những người dân đi lễ chùa. Bồ câu biết lại Phật, chú chim bồ câu này có thể trong kiếp trước đã từng tin Phật nên kiếp này tuy đã đầu thai làm chim bồ câu nhưng nó vẫn nhớ cách cầu nguyện và sám hối trước hình tượng Phật. Chúng ta hãy trân quý kiếp người của ta trong cuộc đời này. Hãy chú tâm đến từng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Hãy tin, cần trí để ta không phải ân hận khi hối tiếc, khi thân mạng này lại mất đi. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại trên những video tiếp theo và hãy nhớ bấm nút đăng ký tại đây để không bỏ lỡ những video hay nhất trên kênh của chúng tôi.